Cho ăn thế sao? Không quan tâm. Đồ mẹ anh em ơi, mình bị đánh rồi. Thủ thành thua, tổn thất. Mình vừa nãy mình bị đánh cho mẹ tổn thất mất nó diệt mất 5.992 lính của mình. Đậu xanh nó, mẹ nó cầm 432.000 quân sang nó đánh thành của mình. Chó chết này. 6.000 này, chết mất 6.000 này anh em này. Thua đau, nói chung là mình bây giờ phải phục hồi lại cái kinh tế rồi đấy, mình bị nó đánh này. Rồi, nó lên rồi anh em ơi. Yêu xa. Đủ mẹ ăn thua. Đen thịt á. Bây giờ phải vào bến tàu này rèn đồ. Sẽ rèn ít nguyên liệu trước đi. Biết đặt cái gì giờ nhỉ? Đặt cây gỗ vào này. Mỗi ngày phi cho anh em 100 triệu nhé. Cộng với lại khá là nhiều cái khá là nhiều thẻ vinh dự để anh em úp nhà. Hôm qua mới có sự kiện mở dương vàng cho nên là mình cũng mở tè le táo quân lên. Cho nên là hôm qua cũng kiếm ăn cũng đẫy anh em ạ. Qua kiếm ăn đẫy luôn. Hôm qua kiếm mình quay lại nào. Mẹ lính bị thương chết mất bao nhiêu này anh em này. Chị thương cho nó luôn này. Cánh Phượng Hoàng chết nhiều quá. Đấy, sống lại được một ít lính rồi. Đậu xanh nó đánh cho mình té tả. Tướng thì bị bắt. Quá là đen đủi anh em. Đổi tên cái. Đang chờ duyệt tên anh em ạ. Có anh em nào đang xem chưa? Ôi giời anh em không thèm xem luôn. Bỏ để đi luôn. Vãi chuẩn thật. Đây, nhà mình bây giờ toàn pháo. Tướng thì chết này. Đen thật. Bây giờ mình lại phải nghiên cứu nào. Giờ thời khắc quan trọng nhất là nghiên cứu phát triển. Cái này không đủ luôn. Đá vinh dự hôm qua mình mở sự kiện dương vàng mình kiếm được nhiều lắm. Đấy, hôm nọ quả bấm vào link bị ăn ngay cái quảng cáo vỡ mặt sấp mặt vào luôn. Đây hôm nọ mình mở sự kiện dương vàng mình vớ được nhiều lắm, bao nhiêu là cái này luôn. Ghét một cái nữa này. Cứ cách khoảng vài ngày thì nó sẽ có sự kiện mở dương vàng cho anh em một lần nhé. Để link thì anh em lại không xem like à, thế tài. Anh em bỏ qua không xem like của mình à. Được đúng hai người đi ra không xem like luôn. Bỏ qua like luôn. Trời.
Anh em đã quá khát game rồi. Ô đậu xanh nó mình bây giờ hôm nay mình chưa mộ lính được ít thế nhỉ. Nó bắt mất tướng của mình, nó phá tan nhà cửa mình rồi. Nó phá tan thành trì của mình luôn này. Đủ mẹ. Trời ác thật đó. Bây giờ mình lại phải tiếp tục đi tuyển lính thôi. Tướng của mình bay mất xác ở đâu rồi? Đây mình sẽ lo đi ra cái kỳ tích này. Đấy bị mất tướng cho nên là giờ mình lại bị kiệt quệ, đánh nó đánh cho kiệt quệ rồi, ức chế rồi. Thôi mình sẽ đi chiêu mộ ít ngựa, chấp nhận chiêu mộ thôi anh em. Lấy cả auto click nha. Huấn luyện à? Chết mất nhiều quá anh em ạ. Bây giờ chỉ có đi đánh quái thôi. Đồ mình tai hại cái này anh em này. Đậu xanh nó lại phải bỏ nhà để đi rồi anh em ạ. Thôi mình sẽ đi về liên minh của mình thôi. Tội nghiệp quá. Về đây thôi, về liên minh thôi. Bị mấy bọn mất dạy kia nó đánh. May là mình còn xuất được khối quân để ra trận này. Mất anh hùng rồi. Thắng rồi anh em. Ô chào anh em nhá. Hôm nay like mạnh mạnh tay cho mình cái. Rồng của mình chưa ra trận được luôn. Ra trận diệt quái để lấy nhiên liệu. Đấy. Bọn này không đủ đánh rồi. Mình có đá này.
Đây mình sẽ dùng hợp nó lên. Úi trời ơi, đập đá rồi anh em ơi. Đấy cấp 5 rồi, đá cấp 5 rồi. Cấp 6 rồi. Trời ơi, tốn đá thật sự luôn anh em ơi. Mình có thể đọc qua cái này. Chết mất anh hùng của mình rồi. Đấy, anh em chơi game mà không để mình đang có mấy chục triệu lượt chiến giờ còn có thế này luôn. Dòng của mình này, dòng này vẫn chưa được nuôi xong, thiếu còn mấy hòn đá nữa. Mảnh rồng băng này. À hôm nay mình chưa đổi shop tích điểm anh em ạ. Đây mấy cái này mình chưa đổi này. Đổi đi. Ok, cảm ơn Cường Nguyễn em ơi. Cảm ơn Cường Nguyễn rất là nhiều em ơi. Quá là cảm ơn em luôn. Hôm nay mình mới quyết định xuống tay con game này cho anh em chơi nhá. Đấy, hôm nay quyết định xuống tay Cường Nguyễn rất là nhiều em ơi. Nào tiếp tục nào, mẹ nó. Hôm nay nó đánh cho sắp cả mặt luôn anh em ạ. Mua ít đồ thì nói chung là con của mình vẫn yếu lắm. Chơi cái này nó phải có thời gian cơ anh em. Không cái này thì yếu bẻ, không đánh được nổi chúng nó luôn. Thôi được cái là mình cũng về liên minh của mình ở đây thôi. Và bây giờ cũng không dám đánh nhiều nữa. Được lên nâng cấp được dòng nữa rồi nè anh em này. 10 cấp thì mới cho được dòng ra trận cơ. Được rồi. Đủ nâng cấp dòng rồi. Đây rồi, tăng được cấp lên cấp 9 dòng rồi. Đó, thiếu mất một 45 hòn đá ma pháp level 2 nữa mới lên được dòng 10. Mới có thể đánh được dòng anh em, mới có dòng đi đánh cùng. Skill của dòng đây. Đây, đây là những các cái skill của dòng. Chọn hết tăng cấp. Không tăng cấp được skill của dòng luôn. Dòng cộng cho mình khá là nhiều luôn anh em ạ. Đây này. Cấp sau tăng 9% phòng thủ bộ binh. Hiệu quả đấy. Cấp tăng 23% phòng thủ bộ binh này. Khá là VIP luôn dòng ấy. Đây mình sẽ đi nghiên cứu. Thỉnh thoảng cứ bách cách khoảng tầm vài ngày thì Nó sẽ tặng cho anh em một cái sự kiện quay dương báu vật ấy, dương vàng ấy. Thì anh em chịu khó quay tay nhé. Mình đợt vừa rồi mình chịu khó mình quay tay thì là gỗ hết mọi cái là thoải mái xài luôn, không phải lo luôn. Cái này là anh em sẽ xây dựng cái đế chế riêng của mình. Có bạn nhé, mỗi một ngày được 100 triệu em ơi.
con nhà người ta mỗi ngày 100 triệu tặng thêm. Tùng anh ơi, em mà chơi chưa hiểu lắm, kiếm vinh dự ở đâu hả anh? Kiếm vinh dự thì đợi sự kiện quay Dương Vàng thì có nhé. Đợt vừa rồi mình quay Dương Vàng mình được mấy trăm nghìn à, mấy mấy triệu đá nghiên cứu anh em này, đây này. Đấy, 1.800.000 mình nghiên cứu tẽ là lè kết tinh văn minh. Mình cũng chưa hiểu cái kết tinh văn minh này nó sẽ phải sử dụng ở việc gì luôn. Anh hùng của mình chết hết rồi. Đây này. Rồi, giết cái quất này. Hết skill rồi. Đây, mình đang sử dụng con tướng trùng hút máu yếu nhất này. Còn anh em muốn có tiếp tục có các cái mảnh thì anh em phải chơi trò chơi của nó, mini game này anh em ơi. Đây, mình sẽ cho anh em xem cái trò chơi mini game ở trong này. Đây, bắt đầu khiêu chiến nhá. Mình khiêu chiến thử cho anh em xem này. Đấy, bây giờ mình sẽ dùng ba cái này kéo câu xuống, tụ lực lên, sau đó là đánh nó vào. Đó, như vậy là mình được mở một trùng dương này. Đấy, nó có thẻ trùng hút máu 10 cái này. Tiếp này, mình đánh tiếp này. Anh em cứ lấy cái xét với cái lửa này. Xét thì đánh được 9 máu, còn lửa thì đánh được 14 máu anh em nhé. Lửa này, dùng lửa này đánh được 14 máu này. Tụ lục lên đánh này, đó. 15 máu luôn. Đấy, thẻ tiêu mộ, quan chiêu mộ này, 15 cái. Đấy, mình được 2 cái luôn. Đây là lửa này, đập lửa vào mặt nó này. Đây có mỗi cái thôi, nó không kết nối được cho nên là, nhưng mà cũng đủ để giết được nó. Đây, thẻ thiêu mộ quan quân nhu này. Cũng khá là tìm kiếm, cũng khá là nhục nhã đấy anh em. Con này thì anh em đã từng chơi thì biết thừa nó bom tấn như thế nào rồi. Link game ở dưới phần mô tả em ơi. Link game ở dưới phần mô tả. Anh đã để dưới phần mô tả cho em rồi đó. Nhé. Ờ, trời, được thương nhân 2 năm thẻ anh em ạ. Cái này anh em phải ra sức mà quay tay, quay nát tay thì mới có. Đây, cái này thì kéo xuống này, đập vào mặt nó này. Nói chung là cái này, trò chơi này thì anh em chơi gọi là tùy vào độ chịu khó của anh em nhé. Đây, mình thẻ chiêu mộ thương nhân được 50 mảnh này. Đá, đánh này. Ải 6 rồi. Đây, ví dụ như có cái lửa này thì mình chơi được một cái thôi. Lửa này rất là hiếm. Đây được 2 cái này. Tụ lục lên này. Đam này. Đó. Chỉ cần một cái lửa này là kiếm được 15 máu. Đây, còn cái này nhiều nhiều thì kiếm thêm này. Đó. Tụ lục lên này. Đấy, máu nó chết hết luôn. Mỗi một con... mỗi một cái ải này thì sẽ có một con. Đây, thẻ chiêu mộ thương nhân 75 cái này. Mẹ, mình cũng đang cần chiêu mộ tướng vì tướng của mình nó quá là yếu. Đây, kéo sang này, kéo sang này đó. Từ cả đám này tụ lục lên phát này đấy. Úi giời ơi trời. Chơi như nào thì em phải tìm hiểu. Anh cũng không giỏi về cái game này đâu. Bởi vì cái game này rất là khó. Nó không phải là khó về ấy mà nó khó về độ chịu khó anh em. Nó đòi hỏi mình lúc nào cũng phải tập trung đánh và tìm hiểu nó rất là kỹ. Cả những các cái món đồ của game. Đây được 50 con trà là này. Đây là một phát nữa này. Đánh này. Anh còn cũng còn đang chơi nòi cả mắt ra đây. Ừ đúng rồi em ơi, nó không bị đánh thì nó có thời gian nó úp lên em. Nó có thời gian nó úp được thì nhà của nó cũng úp mắc luôn. Với cả nó úp nó nghiên cứu khỏe em. Nó nghiên cứu khỏe thì lực chiến của nó khủng khiếp luôn. Anh đây anh cũng thấy nó giỏi thật đấy. Nó chơi 1 tỷ lực chiến nhưng mà nó chơi nó nghiền lắm, nó chăm chỉ lắm. Còn anh em mà chán game mà anh em bỏ thì khỏi chơi luôn nhá. Đỡ phải tải mất công làm gì. Vì game rất khó chứ không phải dễ đâu. Anh chơi đến mấy ngày nay còn mẹ còn mông lung về game này.
Đây, cố gắng đi nốt cái ải này xong rồi tiếp tục giới thiệu cho anh em thêm. Mà đã chưa ngộ được con tướng chó rồi đâu. Đây, quà đây anh em. Đấy, thẻ thương nhân 150 cái này. Ngọt 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 nước chưa? Ngọt nước chưa? Rồi, xong một lần thí luyện. Và bây giờ là sẽ vào trong cái chỉ dẫn trưởng thành này, nghiên cứu đây này. Nó có các cái chỉ dẫn này em ơi, rèn trang bị, bồi dưỡng long chiến. Đây, hiện tại là báu vật rồng. Cái này thì được rồi này. Long chiến này yếu này. Cái này nó bắt bồi dưỡng nhưng mà quá là yếu này. Đây, cái nhà này nó sẽ hướng dẫn cách trưởng thành này. Rèn trang bị khá yếu luôn, bộ trang bị chưa có, tiếng rồng chưa. Tiếng rồng 1 này. Kích hoạt nhanh rồi. Thao tác vô hiệu mẹ rồi. Cũng được anh em ơi. Đấy, bộ trang bị của mình thì cũng có loại cùi bắp nhất trong trong nhóm thôi. Thì đầu tiên nó bảo mình up những các cái bộ thì mình thích nhất cái bộ thánh quang này. À, bộ bộ chinh phục này. Mình mê bộ chinh phục lắm. Nó cái này à, cái bộ chinh phục này cũng không ngon. Cái bộ đây mình tìm cho anh em xem một bộ xịn luôn, xịn sò. Đây anh em ơi, chơi bộ thống đốc này, đấy nó có hướng dẫn này. Thì 6 trang bị thì giới hạn tập kết quân đội thì được thêm tận 2 triệu 200.000 lính nữa. Giới hạn lính ra trận cộng thêm 8.000 nữa anh em. Giới hạn lính ra trận cộng thêm 12.000 nữa này. Đấy, mặc nguyên cả set này thêm được 20.000 lính ra trận. Và khi tham gia này, tham gia tập kết giới hạn ra trận 50.000. Đấy, thì một bộ này nó tặng cho anh em 6 món, 65 33 300.000 lính cộng với lại 200.000 lính từ hiệu ứng tập kết ra trận này, thì anh em sẽ mỗi một lần anh em ra trận là nó rơi vào tầm nửa triệu lính anh em, nửa triệu lính để đi đánh nhau ấy. Rồi anh em, đúng rồi, anh em cho mình like đi. Đấy, giày thống đốc này thì làm sao mà để có những các cái đồ như này thì đầu tiên là anh em sẽ úp từ bộ trắng này lên này. Đây, như vậy nhưng mà mình còn thiếu mất cái nguyên liệu cần hắc thạch này. Cá mình không biết tìm nguyên liệu hắc thạch ở đâu, còn cái bản vẽ nhẫn cổ xưa thì mình có rồi. Đấy, hôm nọ cũng chơi thế nào cũng rèn được một cái anh em ạ, nhưng mà không đeo được, không hiểu là vì sao mà không đeo được nó luôn. Đây, để mình show cho anh em xem nhé. Đây thì mình vào trong cái giường này. Đây, mình vào cái giường trang bị này anh em này. Đấy, thì hôm nọ mình cũng rèn được một cái nón thống đốc này. Đấy, nhưng mà mình trang bị thì nó không được. Trang bị này của anh hùng độc quyền, chỉ dùng cho anh hùng mặc định. Mình cũng không biết là nó bảo là dành cho anh hùng đặc quyền thì chỉ có những các cái anh hùng như kiểu dạng như kiểu mà mình mở ở trong này ấy, thì nó là xịn sò. Còn những các cái anh hùng dơm với bản thì không mặc được cái đồ thống đốc đấy anh em ạ. Đấy, thì cái này thì anh em có thể là hỏi trong bang. Thì anh em xin vào cái liên minh này nhé, liên minh vua thì có một người liên minh thuộc cũng là trong cái hội này, nó cũng giỏi lắm. Đây là cái não đầu, cái đây là cái Tommy Setchi, lão này 2.100.000 lực chiến anh ạ. Còn cái lão Zer Alpha này 2.000.000 lực chiến. Đây có GS18 này, mình cũng quen não này. Nói chuyện thử với não nhé, để não xem là sao. Chung là cái tiền anh em đầu tiên trước mắt là phải xây nhà này. Sau đó là ngon thì mình chiêu mộ lính nhé. Đây, cứ chiêu mộ lính thì nó lên được chiến thôi.
Thưởng chiến xa này, chiêu mộ mạnh tay thì nó lên lính thôi. Đây phượng hoàng này. Đấy, thiếu mẹ cái này anh em ạ. Thiếu lòi mắt thôi. Chưa em ơi, anh chưa làm được vun bầu đâu. Ô chào anh Kiệt, Đinh Tuấn Kiệt nhé. Rồi bây giờ là mình có 11 triệu lực chiến rồi. Đây đội quân của mình hôm nay bị đánh cho tan tã, còn có 200.000 lính 10 này vừa mới nạp xong. Thiếu thốn trầm trọng luôn, bị đánh thiếu thốn trầm trọng anh em. Đâu là mình đang sâu cái nhà event đấy. Quả này cái này mình có này. Đây anh em chịu khó làm thì có cái dương thủy tinh này. Đấy cái dương cộng cho anh em nhiều lắm. Giá hắc diệu sơ này, 100 sở thạch. Hôm nọ mình chăm chỉ mình cày autoclick cả đêm thì mình kiếm được 85.406 cái 1 triệu gỗ, 1 triệu rưỡi gỗ này. Thì bây giờ mình có thể mình ăn dần thôi. Đây mình dùng nhanh này. Đấy full luôn. Thực này, mình dùng thực này. Dùng nhanh này, full luôn, 4 tỷ. Cái này mình cũng dùng được này. Dùng nhanh 4 tỷ nữa này. Không biết sao mình gỗ mình chỉ dùng được có hơn 2 tỷ là full. À đây là 4 tỷ này. Mithy này, Mithy mình cũng dùng mắc luôn. Đây. Nó có cái sự kiện mở dương ấy. Đây là nó ở cái chỗ chữ chăm sóc khách hàng. Nó hiện ra một cái dương vàng ở đây này. Nhưng mà nó chỉ trong vòng có một ngày thôi nhá. Một ngày anh em mở dương thôi. Xong thì lại mấy ngày sau nó mới lại có. Thì anh em đợi ngày đó thì để chơi nhé. Kênh giới thiệu cho anh em con game này độc quyền. Không ai có. Ai mà xem chép lại thì mình cũng chịu thôi. Nhưng mà mình là độc quyền. Mình khẳng định anh em mình là độc quyền con game này. Không ai tìm được nó cả. Đây là mình đang có 400 thẻ 440 cái thẻ Senma này. Nhưng mà mình hiện tại là mình đây con Senma mình cũng chưa có này. Thiếu tốn trầm trọng con Senma luôn. Con Gen Z này, con này của mình cũng đang thiếu rất là nhiều luôn. Đây là nó là ghi là thẻ quan chiêu mộ gì đó. Đây anh em có thể là xài vàng để mua 500 mảnh này. À mỗi lần anh em sẽ mua được 500 mảnh. Mình mua thử này. 900 chiều 1.900, 2.400. Ồ được đấy, mình mua đủ đấy. Đỡ phải đi sâu cái game kia mặt rồi. Full đen. Đủ rồi, mình có. Có quan chiêu mộ rồi này. Xem nào, nó đâu. Nó đâu để mình chiêu mộ cái nào. Chiêu mộ. Như vậy là mình đã chiêu mộ xong rồi sao nhỉ. Đúng rồi, mình chiêu mộ xong rồi này. Đây con này của mình là một, anh em phải nuôi cho nó. Đây, nuôi nó nhá. Nói chung là nó cũng ăn tốn cái này của anh em phết đấy. 18 cấp này. Xong rồi mình phong tước, phong thú cho nó. Đây này, đồ con này có thể nó dùng được cái này. Thống đốc cấp 25 nó mới được dùng cơ anh em ạ. À nó là như vậy. Mình cho nó ăn mắc kinh nghiệm đi. Ở đây rồi, nó ăn mắc rồi anh em ạ. Đây cho nó dùng cái mũ thống đốc này. Đấy, mình trang bị được một đồ thống đốc cho nó rồi. Bây giờ cái giới hạn quân của mình nó tăng lên rất là nhiều luôn. Thì bây giờ mình
sẽ ra mình sâu cho anh em xem. Đây, nó ghi lâu đài của mình đáng thương này, ngồi cánh bị rụng luôn, sập sập cứt, thua. Bọn một chó chết kìa, nó đánh suốt ngày anh em khó chịu lắm. Thương gia lữ hành bí ẩn thì nó sẽ có nhiều quà này đáng nghiên cứu. Vào những quà đây mình ghi đánh này. Đây bây giờ giới hạn quân của mình nó tăng lên rất là nhiều luôn. Đánh cái này thì nó mới có nguyên liệu để cho anh em đập đồ được. Đấy, lâu đài của mình ít người quá. Không, em ơi, game này úp chơi chứ ai tua rồi. Có bản lậu này quá ngon rồi nên còn úp tua nữa. Trời. Con này có bản, con này có bản lậu là quá vip đấy. Huấn luyện đó này. Quân của mình chết hết cho nên là lực chiến của mình nó thấp tè ra. Hôm nọ mình chiêu mộ là 5.100 quân, không biết làm sao bây giờ mình chiêu mộ còn thấp này hay là do chúng nó đập mình thua sao. Đây cái này mình cũng chiêu mộ luôn. Chết mất hết rồi quân này. Đấy, thì sao con Nguyên Mâm Tấn này mình chia sẻ cho anh em thì anh em nhớ đăng ký kênh của mình ấy. Không đăng ký là không nên đâu. Game hay như này mà không đăng ký chịu. Lính của mình nó đi đâu hết rồi mà nó không nó không cho đánh. Con đến mình kìa. À mỏ này, mỏ mi thi của Liên Minh. Vào đóng góp nhé. Mình nó sẽ đóng góp cho Liên Minh tí gỗ. Ơ sao không được này. Ba ca. Đấy à, đàn lính của mình đã đi ra để đóng góp cho Liên Minh anh em này. Tí em gửi tin nhé xem anh kiếm. Ok đó, mình làm được thì mình sẽ giúp nhé, không làm được thì thôi anh em. Anh em khát game nhưng mà mình cũng chỉ trong cái giới hạn cho phép thôi. Mình đâu có giỏi đến mức độ những con game đang phát hành mà mình chỉ có thể tìm được game lậu nữa anh em. Hoài quá. Đây mình nắp cái cục này vào. Có giới hạn mà binh ra trận 25.000 thôi. Đây mình có thể tẩy luyện này. Trang bị luôn, đó. 12 triệu lực chiến. Mình đi quán rượu tiếp này. Rồi mình đi điện anh hùng, mình chiêu mộ thêm anh hùng đây anh em ơi. Hiện tại mình mới có 2 anh hùng thôi. Cái này chiêu mộ anh hùng này. Không biết cái thẻ này mình vào đâu ra nữa cơ. Mình đào sát nó ra với cái thẻ anh hùng này mà kiếm. Tiếp tục này. Một số anh hùng nó sẽ bán bằng vàng, một số thì nó mình sẽ phải tự cày cuốc mà kiếm thôi. Con trà là này mua vàng mua được này anh em này. Mắc luôn này. Đấy, mình có con trà là rồi này. Đấy, vừa chơi thì mới biết thôi. Đấy, con trà là này.
Tiếp theo là con Clitina đúng không? Con này có thể là dùng vàng mua được anh ạ. Đậu xanh nó đòi mua giới hạn ngày anh em ơi. Đậu xanh 3 lần này, 10 lần mua. Đụ mẹ. Thôi cứ mua tích dần anh em, làm sao mà vội được. Mình có 3 anh hùng rồi. Mỗi một anh hùng sẽ phân cấp cho nó làm từng việc riêng biệt ở trong thành. Tham quá cũng không được. Cái này thì phải chiêu mộ anh hùng mới có cơ. Đó, cái này phải chiêu mộ anh hùng nhá. Con này là con Sanada Jikimura. Con này khá là khó kiếm. Còn con này là con thương nhân. Con này dễ kiếm này anh em này. Lần mua nhưng mà lần mua được có một thôi. Chăm chỉ mua thôi anh em. Trên đời này không làm mà nó có ăn thì không có đâu. Muốn có quân khỏe và đánh nhau được thì anh em phải chịu khó chơi, chịu khó farm. Đúng rồi, game này mua VIP rồi. Con này là hot rồi đấy. Con này là hot nhất rồi. Còn con nào hot hơn con này đâu. Anh em chơi thì chơi cùng với mình nhé. Mình cũng đang chơi con này. Ù mẹ, con ông già Noel này, thằng già này khó kiếm thế. Thằng đầu hói này cũng khó này. Cái này nè, không mua được bằng vàng rồi. Đấy, mình hiện tại mình đang có mấy anh hùng thôi. Lưu Bị này, Lô Túc anh ạ, không phải thằng Lưu Bị. Thằng này nói chung là mỗi một cái thằng Lô Túc cũng được đem lên đây, con Tiểu Kiều cũng được đem lên đây anh em này. Con này của Trung Quốc mà nổi tiếng luôn, trong game cũng có con này luôn. Con này đang tải. Nó tên là đăng tải à? À đây, Tiểu Kiều. Tên nó phải tải nó chịu. Còn con này là con thủy phù thủy thần ưng. Con này phù thủy thần ưng anh ạ. Con này là nữ thần bội thu. Con này mà nó làm anh em nhìn nó bê cái đĩa táo không? Táo nho các thứ là con này. Con này thiên phú của nó, thiên bẩm của nó là nó chuyên về làm cái kiểu dạng như là đây, giới hạn kho tăng lên này, rồi là tốc độ sản xuất lương thực tăng này, tỷ lệ sản xuất gỗ tăng này. Nhưng mà mấy cái gỗ mới thực này thì mình cũng không cần lắm, mình chỉ cần chúng nó chiến tranh được thôi. Con này thì không dành cho những anh em chiến tranh lãng khách à. Mình xem thiên phú của con này nhé. Đây, con này dành cho chiến tranh này, HP bộ binh tăng này anh em này, tấn công bộ binh tăng này, con này phòng thủ bộ binh tăng này, HP bộ binh này. Đấy, con này thiên phú cực nhiều luôn. Còn mình xem cái con vừa nãy mình xài ấy. Tam Quốc này, Triệu Vân này anh em. Con này thì dành cho kiểu dạng chiến tranh nhiều. Đây, con này chiến tranh nhiều. Triệu Vân thì nó có đây đồ thời trang của nó thì anh em. Nói chung là mình trong game này mình chỉ sâu những các cái mình biết thôi. Vì game rất là mong manh, không dễ chơi anh em. Phải cày luyện rất là nhiều, không làm mà rồi có ăn thì ăn ăn cứt đi. Thiên phú đây, mình được 135 thiên phú, nhưng mà con này sản xuất nhiều quá. Tài trọng quân đội là con này đi đánh nhau được này. Đấy, mình có thể thiên phú cho nó để cho nó tăng lên. Đấy, mình có một đống điểm kỹ năng thiên phú thì mình thiên phú cho nó để nó đi đánh nhá. Đấy, phòng thủ bộ binh tăng tất này, 5% HP bộ binh tăng 5%, máu này, năng lực tuyển lính của Zeret
tăng số lượng lính nhiều hơn. Đây, tăng thêm được 50 lính một lần tuyển này. Còn cái này tăng tấn công cho tất cả bộ binh này, cái này ngon này. Cũng có là chiến tranh được anh em. Đây, cái này tăng tấn công cung binh được này. Xa binh này, bắn đá này, kỵ binh này. Nói chung là con này được, con này làm gì cũng được này. Tăng tấn công cho tất cả bộ binh xem là 30%, 20% đấy, không ít đâu anh em ạ. Đây, máu đây, tăng lộ. Đây, tuyển thêm được 50 thằng nữa là 100 thằng này. Đấy, nhiệm vụ của anh em đó là nuôi nó. Hết rồi. Đây, nó có cả phát triển này. Đấy, hiện tại mình đang cầm con này sẽ là con chủ lực của mình. Còn đây là quốc vương anh em. Thằng này quốc vương thì không nói làm gì rồi. Ok em ơi, chơi hay thì like nhá. Có gì không biết thì cứ hỏi anh. Rồi, mình sẽ đi điện hồi ước. Nó đòi lâu đài ví dụ 3 ngân hàng đầu tư này. Không đầu tư được anh ạ. Nghĩa trang đẳng cấp này. Đây thì nó nói rõ là nghĩa trang có thể dùng hồi sinh anh hùng này, bị xử tử hoặc tự vẫn. Tăng cấp nghĩa trang có thể giảm thời gian cần để hồi sinh anh hùng sau khi tự vẫn. Đấy, anh hùng nó buồn quá nó tự vẫn anh em. Nhưng mà mình có thể là sống lại nó. Còn nhà tù thì nó nói rõ này. Nhà tù có thể dùng để giam anh hùng khi bị bắt làm tù binh trong chiến đấu. Tăng cấp nhà tù sẽ tăng giới hạn tù nhân, giảm phán xử anh hùng cần thời gian chờ. Đấy, nồi anh hùng vào đây nhốt, xong bắt đầu là xử tử giết chết đi. Sở bảo vệ này, thì cái này nó không nói. Sảnh luật anh em. Cái này, sảnh luật này mấy thứ là ngày mình không biết, nó phải mắc vinh dự thì mới mở cơ. Mà cái điểm vinh dự thì hàng ngày nó cho được 5.000 cái, nói chung là cá là thiếu thốn để cho mình úp. Đây, mình sẽ đi úp nhà cho anh em xem. Bây giờ mới là cái điện này của mình mới thấp. Đây, nó bắt mình khu chặt gỗ tăng vinh dự lên. Đây này, đây là vinh dự, huy hiệu vinh dự của mình hiện đang có 6.156 cái. Giờ mình phải tăng cho nó này. Đây. Đây mình sẽ nó nốt cái điện kỳ tích của mình lên cấp cho nó này. Đấy, hiện tại mình đã đủ tiêu chí để nâng cấp rồi. Bây giờ mình nâng cấp này. Đây, ví dụ anh em tăng cấp mất một đây này, chẳng hạn là anh em có thể là bấm này. Để tăng tốc này, cái này thì anh em xài thôi. Đấy. Của mình cái này nhiều lắm. Mình toàn dùng vàng thôi, không chịu làm đâu, toàn là dùng vàng để tăng cấp nhanh thôi, không mấy ai ngồi tăng cấp bằng cái đấy đâu anh em. Đấy, hiện tại kỳ tích của mình là level 4 rồi, level 3. Bây giờ nó đòi thế là bây giờ mình sẽ nâng cấp cái nhà. Ôi đù mẹ sao.